Anh em cho tôi hỏi là anh em thường ăn cơm tấm bao nhiêu tiền? Mấy mẹ tôi nhịn ăn sáng khoảng 5-6 bữa rồi để quay cái clip này cho anh em. Nó ăn cơm tấm mắc nhất Sài Gòn coi thử như thế nào. Let's go. Trời ơi, đi giờ này mà đông thế. Cho em xin cái menu cũng coi. Anh em ơi, 160.000 một dĩa cơm. Cho em gọi một phần cơm tấm, thêm bì, hai ly trà đá đi. Như vậy? Một dĩa thôi, một dĩa thôi. Em nghèo mà có tiền đâu ăn anh. Tôi kêu hai ly là sẽ được nguyên cái bình nha anh em. Vô một cái quán cơm mà kêu một phần cơm ăn thôi nó cũng hơi ngại ngại nhưng thôi, nói chung là người nghèo không có tiền nên là chỉ ăn một cái thôi. Mình sẽ share caramel ăn kiểu cho nó biết vị thôi, chứ nếu mà để ăn mà no hai phần nó rơi tầm khoảng là 300 mấy tiền không trả. Cứng caramel nha. Rồi, có lẽ quá. Rồi giờ rồi, cảm ơn. Đầu tiên là một cái dĩa nó sẽ nhiêu đây. Đây là một cái dĩa của tôi với cả là một cái chén nè. Cái này nó giống như trong cái ly mà kiểu là ly mà uống rượu anh em. Wow, ok. Nói chung mình nghèo, ăn theo kiểu người nghèo anh em. Ở đó thì tôi mới kêu thêm là phần cơm thêm. Thì phần cơm thêm mà đựng ở trong này tôi không biết là bao nhiêu tiền. Cái điều đầu tiên mà tôi thấy thì là tôi coi trên TikTok mấy anh em khác review là cái này nó to bằng cái mặt lận. Nhưng mà tôi tới đây nói chung nó không có to bằng cái mặt, nó không có che được cái mặt tôi nè. Cái này nó chỉ to khoảng như đây nè. Anh em coi cái bàn tay của tôi thì đây là cái phần thịt này. Còn phần này cái phần xương ống quyển đi rồi. Không có tính vô nha, cái phần này phần dính xương rồi. Mình coi thử bề dày đi. Cái miếng mà mình thấy là nó bự nhất thì chắc là bằng khoảng một đốt ngón tay. Đây, mình sẽ chia sẻ phần này caramel đi. Đó, trong đây nó sẽ có mắm này, cà rốt, rồi là có mấy cái dìa viên hành dài dài nữa. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần nước mắm húp riêng nha. Mình thấy nước mắm nó sẽ mặn mặn chua chua với đồ chua chứ nó không có bị mà quá ngọt, nó hơi ngọt nhẹ thôi. Được một cái mức 10 thì độ ngọt thì nó rơi vào tầm khoảng là mức 1, mức 2 thôi. Phần cơm thì tôi thấy là rơi đâu đó tầm khoảng một chén cơm nha. Sẽ ăn thử phần cơm đi. À, sao mình thấy cơm kiểu nó dẻo dẻo khô khô mà nó dính dính nha. Cơm tấm mà kiểu dính dính dẻo dẻo mình thấy nó kiểu nó đúng chuẩn hay không mình không biết nha. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn giờ mình ăn nhiều chỗ cơm tấm thì mình thấy là mình thích nha. Cái hương vị của mình thích thôi. Thì mình thích kiểu cái cơm nó sẽ kiểu nó rời rời, nó khô khô rời rời. Rồi mình sẽ ăn tới cái phần mà phần bì đi, cái phần này phần đặc biệt mình ăn xong. Cái phần bì này nó sẽ kiểu là nó hơi dai dai với cả nó mặn mặn với cả nó kiểu nó dai dai sực sực giống như là mấy bạn ăn cái gì trong chè mà xương xa xác hột lụa nó có mấy cái mà bào sập 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 á. Đi ra tới nhân vật chính, tới nhân vật chính. Trời ơi, đã chưa, đã chưa. Đây cái miếng sườn à. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái này coi nữa là sao nha. Mình thấy là nói chung cái miếng thịt nó dày nên cảm giác cắn cái miếng thịt sát ạc ra. Nói chung mà ăn kiểu nó đầm miệng. Vị nó phần này thì mình thấy là nói chung là có thể do hôm nay mình ăn nó sao, nói chung cuối giờ nó hơi khô khô một xíu. Nói chung là kiểu là người ta tấm tắc khen làm mình rất là hiếu kỳ. Nhưng thật sự mình tới ăn thì mình thấy nó cũng bình thường. Về phần vị thì mình thấy là tập bước nói chung là nó không khỏe quá và bị mặn nha. Kiểu nó cũng bình thường, nó cũng vừa vừa thôi. Nó kiểu là nó hơi cái mùi mà kiểu là nước mắm kiểu chiên su nữa. Phải mình cảm nhận, gì á. Mặt biết thiếu gì không? Hơi một thiếu ít tấp mỡ nữa. Ở đây như vậy là 160.000 mà không có một vài lát tấp mỡ cho mình ăn. Có tấp mỡ ăn vô nó sẽ vị nó sẽ ok hơn. Phần này phần gì chắc không phải là phần của bì đâu. Phần này phần gì mình không biết nữa. Cái phần thịt heo này cảm giác nó ngon hơn miếng sườn mấy bạn ơi. Cái phần phụ này mình giống như ăn kiểu trà bông heo. Nói chung mình thích ăn trà bông nên cảm giác cái phần xá xíu hay cái phần gì nó ngon à. Ta ăn kiểu nó không thấm béo vào bụng bao nhiêu đó, nhưng mà ăn kiểu cho biết thôi. Đó, ok, bây giờ ta sẽ để cho caramel ăn thử phần này nha. Tổng qua ngày hôm nay tôi thấy là cơm sườn ăn cũng ok. Nói chung là do tôi xem phần caramel nên là tôi no tầm khoảng 50-60% nha. Nói chung với cái giá này tôi thấy là ăn trải nghiệm nói chung cũng được ok. Nói chung là ăn nó cũng ổn. Còn nói chung là để ngon nhất Sài Gòn không, tôi không chắc nha, nhưng mà mắc nhất Sài Gòn thì tôi thấy là nói chung cũng đúng. Và anh em mà đã ăn ở đây rồi thì để lại bình luận cho tôi biết nha.